có mấy cái đồ gì nhỏ xíu à, không biết là đồ sao gì mà chống được. Chết mẹ, chết mẹ, hên quá, hên quá, hên quá. Kim Hoàng. Ok, đừng chốt. Ai ai hên thơ vậy ta. Đâu, anh hên. Đi nói chung anh, đi nói. Má đồ. Để kiếm mà đi kiếm chứ. Cái gì anh hên thơ mà. Dạ. Trời ơi, đồ sạch, bự vậy. Trời ơi, bất tử các bạn ơi. Mấy cái đồ bự bự là bất tử, bắn không chết đâu. Yên tâm. Ừ. Nên là cái đứng kế bên tao á, bắn không chết đâu. Chỉ bất tử luôn à. Chả bất tử luôn à. Ồ, ta là bất tử không? Ta là phải gì cái này rồi. Ồ, Dũng. Trời ơi. Chí còn đang bị ba chí. Nó giờ rồi kìa ông nội. Nhìn của tao nó hơi kỳ kỳ mẹ ơi. Cái mẹ gì đồ nứt kỹ đấy. Anh nào anh ta đâu người yêu anh đâu mấy người yêu anh. Ủa? Ta gọi ơi cặp đâu này thôi thôi như win rồi. Ủa Thảo chưa chết hả? Thảo đâu không đâu tử rồi. Thảo chốt rồi. Ủa làm sao coi view sao ra mấy người khác ta. Ủa đúng bét đâu. Ủa mày đi mày, mày chắc là mày được coi view à. Mom em được rồi lấy kia kia nhét là bay vòng vòng coi. Dạ. Nó TH là ăn kỹ rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Người yêu anh là mấy? Bồ tao. Thảo không chết luôn Thảo. Sao lỡ không được hay vậy? Thảo xíu sao tiền ra mày. Thảo xíu rồi. Ê, thầy Thảo đi mà trả lờ luôn á. Ừ đi. Ủa Kimmy là ai vậy ta? Tuyệt luôn á. Dầu Dũng. Cả Dũng á. Đúng nào ta. Thằng Thảo nhìn đúng ghê luôn á. Dũng nào ta. Dũng cái mình chưa đó. Ê mà kỹ chơi map này thì mấy thằng mới thì có không mấy thằng mới không biết thôi chứ được mẹ. Map này nhìn dễ biết cái bồ không có map lớn là khác à. Có map lớn, lấy nữa đi nó 10 ván à. Có hết rồi. Phải chữ. Trời ơi má thiệt luôn á. Ủa sao lại gì vậy? Trời ơi, còn mấy cái này khác gì á. Đó, mày thiếu tao rồi đó. Thả gì sao ai ai biết rồi. Trời ơi, tao còn thấy tao để tao tao quay góc nữa mà. Ê, tao tao thua rồi đó. Ở đồ Tuấn cũng hơn vậy. À, đâu hết trơn rồi. Tuấn cũng hơn đó rồi. Trời ơi, trời Kỷ ơi. Coi cái bạn nào khổng lồ nãy đâu rồi. Ủa? À, trời, mày giật cũng đi. Mày giật tao. Hai Tuấn cũng chết rồi. Đồ, anh bị rất kỹ đấy. Thầy quân lý người mà khó thấy lắm. Tao, tao lại đi coi thôi. Nói thầy, cái gì mà... Mày phải lên đây kiếm. Ừ. Mày đâu ra? Ủa cái này mới không bấm được, phải kéo camera đi ha. Ủa sao thằng Chí chưa chết ta? À? Ủa sao ổng leo được vô chỗ đó. Rồi chết, ổng mới nói. Trấu quá mà được mấy. Nhảy nhảy cửa cỡ, nhảy cửa này ra nè. Anh tôi cửa này ra đi theo hành lang á, nhảy lên nóc nhà được. À, đủ bị báo luôn rồi đúng không? Anh bị báo luôn rồi đó, tìm được không? Chỗ này khó lắm mới. Chỗ này chí thì cứ. Họ tao như đó bất tử. Ủa tao chết rồi hả? Vãi cái chữ. Đầu ra đầu ra nghe cái tụi lại nó chết nhà vậy. Mày còn ai? À, còn tao với Thái hả? Thôi thì mới coi như auto win. Bất tử rồi, tao muốn chơi bất tử. Biết luôn á, Thái. Mày mày chơi ai chơi lại đi Thái. Đổ hội họp luôn, tên quá ra là biết. Chơi dạ chơi đại luôn á. Giờ tao gợi ý chung là tao với thằng Thái chung một chỗ á, giết thằng Thái là coi như trong nhà luôn á. Ê, trong nhà làm bị chí bậy ở ngoài nhà. Trong phòng. Trong phòng. Công mẹ đó, là cái gì vậy? Viên nó xíu à. Ấy hồi nãy đi ngang đó không có thấy được gì. Nó xíu à. Rồi anh ta. Nghĩ sao cho tao thành nguyên nguyên cái thùng đục. Thiệt luôn tao biết sao vậy. Vậy sao tao chơi luôn mày. Bự. Nhân phẩm thôi chứ à. Còn cái đó chưa bự đâu nè, có mấy cái cao. Cái tầng nhà cao cái đó. Cái hồi nãy tao là một cái tan ào. Xong rồi giờ tao thành một cái nồi. Còn cái đó mày đập từ đâu chứ. Tao cũng tao đập từ đầu luôn. Là thù á. Rất thù.
Vô. Xăng nè. Con bi anh tới ai vậy? Chị. Ủa, Dũng. Ủa sao giờ còn có cái đang di chuyển này? Sao vậy? Tụ cái đó là để nào mà bất hợp lý hơn. Tiền nữa tao mới tao cho nó đâu được luôn. Ôi, ôi. Thầy hại. Sao anh biết vậy? Nhìn tự nhiên có khi nhớ khúc đó đâu có khúc đó đâu, đâu có nghe đó đâu. Đúng rồi, bám này. Mà bi qua là mình tơ cũng nhiều mà nhớ. Này này này, tự nhiên cái này bự quá ta. Này là ai đây? Cái gà. Thầy cứ cái này không biết sao chơi luôn á. Còn cái bự lắm mà mày thấy kìa. Cái ghê rồi dạ. Cái kỹ trí này. Tao chui được trọng hay lắm. To lắm. To là lờ luôn. Cái này chắc là nhà 2-3 tầng á. Không, con Thảo á. Con Thảo kìa cũng khá bự nhưng mà cũng chui giấu kỹ lắm. Lòi thì có cái đầu à. Sao bắn vô biết là đúng rồi. Bắn đó, thấy, bắn không một thanh á. Bắn không một máu á, bắn không một máu là... Đúng rồi. Cái trừ máu chắc là bắn mất súng rồi. Rồi, sắp đổi kìa. Sắp đổi để cái cầu cao nhìn đi. Ở đồ... Thấy cái gì đó bự lắm. Ồ mẹ. Chỉ có chạy ra di chuyển kìa. Quá thần mộc không lại di chuyển. Nè thiệt luôn á. Tuấn hay nấp lên. Đâu, Tuấn nhìn là lộ lắm luôn á. Thiệt mà. À đồ kỹ thì hơi xong. Kỹ dễ phát hiện quá. Phải giết thiệt. Cái này hay bị kẹt quá ha. Nhưng mà à đây đây hello. Cái này đặt nó bị kẹt nó như chết được. Tại mày nhỏ đó. Hả? Tại mày đang nhỏ mà mày biến bự lên bị kẹt. Đang nhỏ biến bự lên kẹt. À đang di chuyển đây. Tao thấy tao bự quá nhỏ. Kẹt đi đâu vậy? Trời ơi nhỏ xíu ai thấy được trời. Ngoài đứng đi. Ngoài đi. Lộ lắm. Không rồi ai được á, hồi thả đất ba không dính đâu, đất ba không dính đâu. Thiệt luôn á, Tuấn có lộ gì mà không ai thấy luôn hả? Thôi thôi, không có lộ, núp kỹ lắm. Trời ơi, cái gì đây luôn á, ông nội kỹ. Thiệt luôn. Theo tôi tính là không có làm thực hiện được. Ba mối. Ừ, Tuấn nè, chú kỹ lại. Tuấn lộ lắm rồi. Tuấn lộ rồi là thôi. Ừ. Khó nhìn lắm, lúc đó khó nhìn lắm, đi nghe. Đâu ấy thì cứ nghe được cái cục đó tưng cổ mùi hơi đá cho quần. Tưng lộ nguyên cái đầu đó luôn rồi. Đó, sắp, yeah. Sắp tới tao rồi, tôi hai tôi liệu cũng sắp tới tao rồi đó. Cái gì đó, khó. Vãi cái tưng, nhỏ xíu. Cái đồ nhỏ quá. Em bị kẹt. Nợ. Tu được đi tìm. Má chung với thằng Thái là thua rồi. Giờ mày vô phòng nha, chuyến hồi chuyến cũ mày vô phòng, ở ngoài để tao. Mày cứ đi phòng, mày đứng nhìn ở ngoài đường á. Ủa, khá nhỏ. Nó quẹt từng món một. Ở ngoài đường là tao hủi một cái là tao cũng biết luôn là gì luôn. Dũng, Dũng nhỏ vậy sao chơi Dũng? Rồi, tao nghĩ một thằng Dũng rồi, cái nào nó to lắm luôn. Đồ. Ê, Dũng. Thôi Dũng cứ ghi này chỗ luôn đi, tao ra làm cái lẹ Dũng. Móc súng ra lẻ đó tao. Ông mà Dũng mày chui vô cái góc rãi của tao là mày thua rồi. Ê Dũng ơi, ổn đứng lại hả? Ôi mày ra mày đứng kế bên đó luôn đi, vậy nó thương tình nó bỏ qua nó quấn mày. Vô mấy phòng mày thấy. Ok, ok. Sao thành niên toàn chơi bay nóc nhà vậy? Bay nóc nhà nữa hả? Rồi em đi chỗ cũ nữa rồi. Ô. Chưa kịp nó xong nữa. Chưa kịp chạy. Góc nhà Tứ, tìm góc nhà Tứ. Không khói luôn nha Tứ. Ok ok. Ê, ôi sao Dũng chưa chết nữa. Ơ Dũng chạy gì vậy? Mà chết. Cái góc này tao chết luôn á.
Ngày chưa chết luôn. Nhìn kỹ tới đấy anh đi nói có lý rồi là thế nào mà có lý được. Nhưng mà này giống như thay công mà. Cái bàn công, cái bàn công. Lên tiếng là cho chạy rồi, tự nhiên cái im ru đâu có biết. Hả, mày chết trong phòng hay đâu ngoài được vậy? Chết gò rồi. Hả? Chết rồi mọi người ơi. Nhờ anh đi vậy. Cái này sống được mới hay nè, cái này sống được mới hay nè. Ồ mới nghe kìa, má nghe không? Nghe không? Không đâu rồi. Má sống được là bà là luôn á. Giống như đang chửi xéo tao mày mà để sống được là bị nữa. Để thế nào hợp lý hơn. À, thôi rồi, nhìn Thảo là tao thấy Thảo quy rồi. Ủa Dũng, hả? Dũng còn tháo hết xong rồi. Tôi cấm quá vậy, tôi cấm quá vậy. Không nhưng mà cái này tao nghĩ là chết rồi. Ủa sắp đổi đồ chưa vậy? Đổi qua rồi. Đổi qua rồi. Ủa tấn đâu rồi, đi vào tấn rồi. Á đù. Trời ơi, Dũng. Ủa, tao mới vừa táp ra táp vô Dũng chết rồi. Không thể nào mà nó bất lý hơn được cái này luôn á. Thiệt luôn, nằm giữa đường. Thà mà vô, mày đứng trên Thảo á, thì hợp lý á. Hôm nay nó bi kìa. Nhìn bi kìa. Đâu đâu. Cái đó là thua rồi, cái đó góc đó là thua rồi. Không thể tin được, không thể tin được, thấy được, người ta nhìn, người ta nhìn đó, tại tạ thôi, đấy thôi, nhìn cao quá. Thái đi, đi cuối mặt hoài vậy Thái, sao thấy được? Mà gì đó, cao cao lên. Cao lên hả? Ừ, cao cao lên. Chị như vậy nha, con có chạy rồi. Tao chị đúng rồi, cao cao lên. Cao lên, nhìn cao lên, đúng rồi. Lớn phấn quay lại nhìn cao lên. Nhìn cao lên, tấn tấn lên. Ê đù. Cái gì vậy? Ủa thiệt không? Để đây là hợp lý hơn luôn á. Tôi nhìn cái đó. Má quỳ luôn. Đồ. Ai vậy? Dũng á, anh tới chung với Dũng hả? Đâu 5-10 vé thì chắc một người phải làm Hunter 2 vé. Ê tao nghĩ mình phải dễ bắn con đàn lạc lắm ta. Ừ, cứ đúp ra đi. Yo. Ok, chiến luôn. 100% thì tự tin. Đụng cái sao Thảo. Thảo đâu rồi, Thảo đâu rồi. Ôi, Thảo chơi ai chơi lại mày Thảo. Mày mình luôn mẹ. Ê, chơi gì duy hắc luôn á. Mẹ, tớ cũng đủ quá nước, tớ hắc luôn rồi, được luôn mẹ. Gì đây? Ủa Thái, Thái sao mày nhỏ vậy Thái? Gì? Sao mày nhỏ vậy Thái? Tao hòa mình vô thiên nhiên rồi mẹ ơi. Đâu rồi, cái gì đâu hết rồi ta. Ai cái tấn tấn nữa. Cái này cũng hơi vô lý nhưng mà cũng khó hợp lý. Tao à, ừ đúng rồi, tao đang vô lý á, cầm cái súng vòng vòng mà nếu chết. Mới quay thì tao mới thấy hả tao. Ừ. Thằng có cái này đây. Một người mới đó. Gì dám bi. Cái làm gì đâu. Cái gì á? Đổi đồ, đổi đồ, đổi đồ, đổi đồ. Đổi đồ kìa. Ủa gì đổi đồ á? Ê! Sao gì sao chơi? Ôi! Thái ơi! Thái! Đừng đổi đồ! Cứ! 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 Điệt! Thái ơi Thái! Má nhìn hơi tí. Ai đây, ai đây, ai chạy vòng đây. Lẹ lên ông nội. Ai mà chạy vòng đây.
Đi chỗ nào quốc này. Mẹ ơi, tao giờ tao làm cái gì vậy? Nhưng mà nó đang đang tụi mày ở đây nha. Đúng rồi. Mày đi ra mày đứng kế thằng nào đó cho nó chết chung đi. Ừ cũng được, đi ra đi, đi ra đi, đi đi gần người thằng nào đó đi. Ừ đi kiếm người nào chết chung đi. Anh đi ra xa chỗ em đi xanh cứ đứng gần em vậy. Chết đùng đi Thái Tuấn mày kia. Cũng nữa tao. Alo. Đi ba nó nói kìa. Ấy đồ. Trời ơi. Hết được á. Đâu, Tuấn gần đó đó, Tuấn gần đó đó, Tuấn gần đó đó. Quẹo 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 vô Dũng, vô Dũng, vô Dũng. Cái gì, cái gì Dũng mới chơi đấy, cái gì á. Má Dũng ngu quá. Mà đây cái gì đây? Mày. Còn nào không? Tụi má còn cái cũng kinh khủng á. Kinh lắm. Thảo kinh lắm. Gần nhau hết mà. Anh chỗ đâu kỹ quá vậy? Ai tạo đất rồi. Đâu vậy? Nhìn nhanh qua đầu không thể ý được không? À, đù, nãy máy nè. Nãy giờ vô rồi mà, hồi nãy nó biến đúng không? Ủa gì tao ta? Cứ đầu mới bé thiếu rồi. Tao mày hả tao? Cái gì vậy? Mày tao tao. Mày tao tao. Cái gì vậy? Xong rồi. Nghỉ game thôi chứ chơi gì nữa. Nhìn lên. Cái này đụng cái màu nó cốt lại. Nào bự quá vậy. Cái màu nó cái mắt cái màu. Giờ lộ, giờ cái này khổng nói cũng lộ. Trả đứa kêu. Ê. thằng Tuấn nó màu nổi bật. Cung mê. Chỉ về kiếm thôi. Tao lắp đi nghe, tao không gì nhìn tên. À, Dũng mà. Cái này Tuấn phải giúp cho nhà. Ngủ. Rồi Tuấn còn co gấp đôi Dũng nữa. Nè, đây nè, giả bộ đi. Ừ, đứng đây giả bộ. Nhảy nhảy lên. Xa ra. Tuấn đi. Cái này có Tuấn. Má anh đi tu đuổi rồi. Tuấn là đứng cái đầu. Thái ơi, thôi méo rồi Thái ơi. Chỉnh lại cho tiếng ngắn đi. Cái mà ai là mới chơi hết. Thiệt luôn á. Thằng nào lộ vậy? Má thiệt bế tắc luôn, không biết sao luôn. Cái đó nó vô cái map này nhìn là nó nhìn đầu tiên luôn. Cái này vô lý mà là luôn. Trời ơi, bánh xe. Bánh xe đâu cái đó? Xe. Chơi cái đồng hồ. Cái gì vậy âm bi? Rồi âm bi rồi. Ờ đợi. Ai đu gì nhỏ xíu vậy? Chồng mà tâm. Ủa sao Dũng chưa chết? Cái này cũng kể với cho vô cái map nhỏ thì cũng mình. Hôm má hôm qua rớt mệt thì cái bóp khác chứ không á. À đù. Ừ. Lồn Dũng bế tắc rồi. Lồn lái rồi nó cũng hợp lý rồi nữa. Thơm nhỉ kỹ. Thơm chứ. Trời ơi. Nó thái gì vậy thái. Trời. Ai là kia. Sao tụi bay kiếm được tao? Hồng Thái không phán cự luôn. Chết tự được rồi. Mệt quá. Thấy cũng kỳ kỳ mà tự nhiên bắn lúc quá lắm không? Á Dũng. Mình đổi đồ. Ủa Dũng sao bự vậy Dũng? Ủa Dũng. Tị nó ghiêng cái gì? Gì âm bi. Cái gì âm bi. Âm bi lửa tàn rồi không góc quả lạ. Ôi kiếm nhìn đéo khỉ luôn á. Dạ rồi, nó làm cũng màu luôn mà. Lúc qua màu thấy đâu. Thì phải sâu kỹ lắm đó hả. Sao đâu ấy tím được tao.
Còn kỹ hơn được cái món nhỏ luôn. Nó lù mấy ông này. Kỹ rồi thì cứ khỏi bắn luôn. Kỹ đứng ngay cái thòng đó nó chịu đi, nó cứ đứng bắn súng lục hoài luôn mà. Không, tao bắn súng lục lúc không. Ý là đứng nó là đổ đồ, thì cứ đứng yên hoài. Đợi về đi nó mới đổ luôn. Thôi, không bắt được đâu. Tao bắn được. Đó. Nắp bự mà nó về cuối rồi thì tới bắt. Má cái góc đó, tao cũng không dùng. Bạn cũng không thấy được tao. Ủa, cái này sao leo vô rồi ta? Nhảy vô thôi. Đi vô, có cái lỗ nhỏ lại tự bọt xuống. Chết con mẹ rồi. Chết con mẹ. Rồi. Ái kỹ. Thôi, trời kỹ ơi kỹ. Nhiệt vật con. Má nhiệt vật đó. Con vẹ. Con là làm nhiệt vật rồi. Các bạn ơi, vật của này hơi mạnh. Đâu, mạnh nhất là kỹ. Đâu là kỹ đâu mà. Chắc kỹ bự lắm. Tao thấy Dũng cũng quật kiểu đó. Thấy Dũng cũng bị quật quá. Tao biết qua thấy Dũng cũng bị quật mạnh. Dũng là thua rồi, giờ con chạy thua rồi. Đâu, ai chạy đâu, chạy không nào đâu. Chạy à, đồ. Cũng có sự cố gắng. Cũng có sự cố gắng. Đau bụng quá. Ủa Dũng, chưa chết Dũng. Chết gì đỡ quá. Chết rồi, kỹ rồi, anh chết. Thiệt luôn á, kỹ rồi không chết rồi, tao thấy phi lý lắm luôn á. Nó đau bụng quá. Tao không chết được. Tao nó nhảy cao quá ta. Rồi kỹ năng, ố vậy. Quá rồi là. Đấy, chính là tao quá. Này, đi từ góc đó. Má. Ê, có gì lên rồi. Thái nhìn cũng phi lý lắm đó Thái. Mà tao là quật nặng lắm. Nó cao. Thảo hơi rung. Thảo teo luôn. Tại đây. Đúng quá, là tan sớm rồi. Còn toàn rồi, mớ game mình bị to không à. Món nào. Hy vọng để đồ xuyên tường đồ khác. Có mấy góc thì được rồi. Để có mấy góc á. Cùng mẹ. Rồi, tao thua rồi mày ơi. Đâu, á lồn chí. Ngang vô thì ngang vô nó hợp lý hơn. Ngang vô thì ngang vô thì ngang vô thua mày ơi. Thiệt luôn á, tao biết cái gì sao tao sống. Mà không, chỉ sống được mà chí vô như kỹ thế như kỹ nãy á. Cái gì đây giờ ba còn chạy rồi đây. Gì vậy ai đây chạy đi. Thế mạng chứ thế gì. Ủa kỹ chết rồi kỹ. Chỉ là hình tôi nha. Thành chỉ hình tôi nha. À chỉ to mà là không để ý ông lý là không không. Ý cái sao cái này ở đây. Hồi nãy nó còn bự gấp ba với tôi đó không ai thấy nữa. Ba nữa nãy bự gấp 4 lần luôn. Mới hồi nãy bạn kỹ cái đi qua lại cái chỗ đó riết luôn. Chỗ này hả? Cái cửa, thấy cái cửa đào vào đây không? Thấy đi qua lại mấy bận. Lớp nó ở phía trên cái cửa. Nó là cái cầu, cái cầu bắt ngang giống như cái bờ kia như này. Nó chết rồi đúng không? Nó đi cái này nè, không chết thì cái khác. Đù. Rồi khó lắm. Đúng rồi em, đúng rồi. Nghe mùi không? Nghe mùi không? Gần rồi đó, gần đúng rồi. Đứng yên mà bắn, đứng yên mà bắn. Đúng rồi, cứ đứng yên bắn nó 360 độ. Ủa dạ, đứng ngay đâu á. Đừng trúng rồi đó. Đau quá. À, này anh bị bắn thém trúng rồi. Ê, tao còn sống rồi vậy. Tao còn sống. Tao sẽ chết rồi. Con mẹ. Ê mà tao còn sống rồi. Đúng rồi, quá thì đi. Mình nghĩ mà là lại rồi. Nó bự, trời nó bự.
quỳ cả cẩu luôn. Sao không anh ta? Điệp này sao chơi? Chơi đi nghỉ, nghỉ đi chi, chơi đi chi. Này đội má bự hơn ha, hay là nhỏ để dân dân bóng này. Đội quá. Đội má khác đi. Không, anh làm đi đây. Đâu thảo ngoài đường chỗ nào? Ở trong nhà, ở trong nhà. Bắt đầu. Có cái nãy ra mà. Y vậy, y vậy. Đâu đâu chi đâu chi đâu. Chỉ với đồ. Mới anh thì cũng vô lý mà vậy. Gì đây? Thì cung mà phải lồn thì chứ mà thầy vô lý cũng khá ở khá gần nhau. Đây đây lồn tát cái gì vậy vậy mày đồ mày nhìn lại mày đi mày có người con mày đi thì cung mày nó bị thầy 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 nó cũng phi lý lắm thầy nó phi lý nó bị hai bên nó chỉnh đi thì cung mày tao vô được tao vô được được đâu vô đâu vô đâu rồi mày vô được tại cái đó nó bị lộ cái đằng sau tuấn bị lộ cái đằng sau kìa đứng rồi em á hả thấy được rồi thảo chưa chết rồi mày ờ má sao thảo chết không chết vậy què gì đấy má đồ bự không ủa rồi xong rồi xong rồi xong rồi mới rồi nhớ đồ nha. Ok, ok, dọn nhớ không? Ừ, nhớ đúng không? Ờ, à, lát đổi map mà. Nhớ đồ, nhớ đồ, nhớ đồ, nhớ đồ. Má, sao thằng Tuấn nó hơn chứ? Ờ, thằng Tuấn nó hơn thì chứ, tự nhiên đồ to thành đồ nhỏ cái kiểu đồ nữa. Đồ... Đứng góc lắc nữa chứ. Đâu, chui vô là thấy nó cái gì cái bình đang la lửng. Thì mày... gì nó nói cho lắm vô được cung mày. Mày tí quá rồi. Chỉ tên sau này phải hợp lý ha. Đúng rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? À, thì gần bia là bất tử luôn. Cái gì vậy? Cái đó không thể đứng như vậy được. Được mà, sống được. Đâu hết rồi. Cái này thường nó sẽ nằm ở cái kiểu khác. Ừ. Cái này dễ nút lắm, kiếm chỗ nút đi. Trời ơi, làm như vậy. Chui góc đi, chui. Chui không? Từ từ để coi. Không, nằm đi, giờ lỡ nằm luôn đi. Sao cái thùng kia, cái thùng kia. Cái thùng kia. Khoan, tao đang ở gần lắm. Đang ở gần. Rồi nó đi rồi. Không, vậy rồi, vậy là hợp lý rồi. Không sao đâu, không có ai thấy đâu. Anh tên sao thấy được. Không dọc lần nè. Mày thấy nãy tao cái ngực cẩu mà còn hợp lý mà. Ủa sao tao chết rồi hả? Đâu, mày còn sống kìa. Ủa dạ. Ê, cũng phi lý quá, tao cũng phi lý quá. Nó đâu vậy? Nó đâu? Khó gì? Khó gì? Đông mắt bị dơ. Cái này có kinh nghiệm. Đó mắt khác nha. Ừ, nó khác rồi. Ồ, bị âm vậy. Ủa, cái này là chơi phải tạo phòng hả? Chứ không có chơi người ta hả? Thì vô chơi người ta, vô phòng người ta chơi. Cho mình đặt bát á, đâu có ai vô. Ừ. Bắt đầu, chỉ